26 bạn, ở đây mình đang có chiếc Toyota Camry 2019 nhé. Đây là phiên bản 2.0e, phiên bản mới nhất, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. À, bản này sẽ là 2.0G. Toyota Camry phiên bản mới này sẽ bỏ đi bản 2.5G và thay bản 2.0e thành bản 2.0G. Bản 2.5Q vẫn giữ nguyên cái tên gọi nhé. Đây ta đang có bản là bản 2.0G. Thì về cái kích thước thì bản Camry 2019 này ấy, thì sẽ có kích thước là gần như không đổi so với bản cũ, nhưng mà về ngoại thất thì có sự thay đổi rất nhiều. Ở đây là mình đang có là bản 2.0G, bản nhập Thái Lan, và bản 2.0E phiên bản cũ nhá. Thì thứ nhất là về cái ngoại thất thì các bạn có thể thấy là cái phần lưới tản nhiệt ở dưới này, cái chỗ lưới thoát gió này, thì nó sẽ có thiết kế hình thang, dạng hình thang. Ở dưới là cụm đèn sương mù nhá. Đây. Rất là khác. Ở đây là bản 2.0E bản cũ, thì cái lưới tản nhiệt nó sẽ có thiết kế giống phiên bản cũ form 2018. Còn bản này thì sẽ là cụm đèn là đèn halogen nhé. Đây là đèn halogen này, cụm đèn pha cốt là đèn halogen dạng bóng nhá. Còn bản này sẽ là đèn full led hết. Đây, bản này sẽ là đèn full led hết. Đây, cụm đèn này. Nhưng mà cụm đèn này thì sẽ có một chút khác biệt với bản 2.5Q. Ở đây này, ở đây cái đèn này thì nó là đèn bóng chiếu dạng thường thôi. Bản 2.5Q ở đây, ở đây mình sẽ cho anh em xem nhé. Đây, bản 2.5Q thì ta sẽ có ba cái giải led rất là đẹp đây, ba giải led rất là đẹp đây. Đấy. Thứ hai nữa là về ngoại thất thì bản 2.5Q ấy, ở đây bản 2.5Q này, mình sẽ có, anh em sẽ có là cửa sổ trời này, cửa sổ nóc ấy. Và bản 2.0G, bản này thì sẽ chưa có cửa sổ nóc nhá. Đây. Bản này thì sẽ chưa có cửa sổ nóc. Đấy, đấy là về ngoại thất. Và thứ hai, để phân biệt giữa bản 2.0G nhập và bản 2.5Q nhập thì mình sẽ nhìn vào cái la răng này. Cái thiết kế của la răng bản này thì nó là la răng là 17 inch. Thiết kế thì nó sẽ đơn giản hơn. Đây là la răng bản 2.0G nhé. Còn đây sẽ là la răng bản 2.5Q bản full. Đấy. Nó sẽ đây là la răng của bản 2.0E cũ nhé. Đấy. Để anh em phân biệt. Tiếp nữa là cái một điểm phân biệt về ngoại thất ấy, thì cái phiên bản bản này sẽ không có trang bị là gương cập tự động nhé. Để phân biệt về ngoại thất thì ba bản gần như nhau. Phiên bản này sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 7,88 lít trên 100 cây đi kết hợp, hơn 10 lít đi đô thị. Đấy. Đèn phanh trên cao là dạng led này. Đây, đèn phanh trên cao dạng led Camry. Bản này có một cái nâng cấp so với bản cũ nhá. Bản 2.0E là không chưa có cam đâu. Bản này đã có camera lùi và 4 cảm biến lùi rồi. 2.0G nhá. Bản cũ đây. Bản cũ sẽ là 2.0E. Đây, bản cũ sẽ là 2.0E. Đấy. Và ngoài ra ấy, phiên bản 2.5Q với 2.0G ấy, thì có một cái điểm khác biệt là ở trên cái gương này. Gương bản 2.0E nó sẽ không có cảm biến điểm mù. Bản 2.5Q sẽ có cảm biến điểm mù này. Đằng sau thì bản 2.0 mới này chưa có cái cảnh báo va chạm khi lùi xe. Bản 2.5Q sẽ có nhá. Về cái nâng cấp thì đây, anh em để thấy là về nội thất thì cái bản này sẽ đã được có màn hình 7 inch rồi. Bản 2.0E cũ là chưa có nhá. 2.0G mới là có màn hình 7 inch rồi. Vẫn là điều hòa tự động. Và có phanh tay điện tử rồi đấy. Giữ phanh tự động và phanh tay điện tử rồi. Đây là nâng cấp mới. Đây là hai. Nội thất cũng sẽ có màu đen và be. Rất là đẹp. Bản này rất là chắc chắn nhé. Về cái kích thước thì bên trong nội thất sẽ rộng hơn được tầm 10mm. Đây bản cũ này nha. Bản mới. Bản mới thì cái phần đầu xe nhìn nó thể thao hơn. Cảm giác là nó thể thao hơn theo tôi đánh giá. Và cái phần thân xe, thiết kế phần cánh cửa nó liền mạch hơn, fit hơn, nên là có cái mang tăng cái độ thể thao hơn cho Camry. Đây ta đang có nhá. Và bên ngoài thì nhìn rất dễ thôi. Ta nhìn vào cụm cái đèn led để phân biệt giữa bản 2.0G và 2.5Q. 2.0G sẽ bỏ đi bản 2.5G nhá. Thì phiên bản này sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 4. Anh em nào có muốn lái thử xe thì liên hệ theo mình với mình theo số điện thoại là 0988 488 803 nhé. Mình đọc lại là 0988 488 803 để được biết thêm thông tin chi tiết nhé. Rất là đẹp.
Về nội thất thì bản này cũng sẽ có rất nhiều nâng cấp. Thì mình sẽ làm một cái bài đánh giá chi tiết về nội thất sau. Đấy. Hôm nay mình sẽ đánh giá một chút về ngoại thất cho anh em. Bên ngoài rất là nắng, vào trong xe thì khá là nóng, nên là lúc nào đó mát mát trời thì mình sẽ làm bài đánh giá về nội thất hơn, kỹ hơn cho anh em. Phanh con này là phanh đĩa 4 bánh nhé, ABS 4 bánh này, cân bằng điện tử, 7 túi khí, vẫn như cũ thôi, cái hệ thống an toàn cơ bản nhất. 2.0e. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé.